đều có linh hồn ký gửi vào bên trong hết. Cho nên khi mà mình dọn dẹp cái khu vực này á mọi người, mình đã thắp hương rất là nhiều. Mình thắp hương rất là nhiều mọi người. Nhưng có riêng cái cây này, mình cho mọi người xem này. Riêng cái cây này mình đã chặt hết nhánh và mình thấy nó bị chết rồi. Thì chắc có lẽ là không có linh hồn nào ký gửi ở bên trong đâu. Thì mình mới lấy rìu á, mình chặt. Thì mọi người coi nè. Mọi người xem cái giếng nè. Đó. Cái thành giếng người xem rất là cổ rồi mọi người. Mọi người coi nè, coi nè. Còn cái miệng giếng là đã bị xây lại rồi nha. Còn nguyên cái gò đất nè. Mọi người thấy nguyên nguyên cái gò đất luôn mọi người. Mọi người có nhìn thấy nó giống cái nơi thiêu xác người không mọi người? Mình nhìn nó không giống cái giếng cho lắm mọi người. Nó rất giống cái nơi mà để thiêu xác người sau khi đem chôn cái hài cốt của mọi người. Mọi người có nhìn thấy không mọi người? Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Còn mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, mình và thầy Hùng cũng đã thành công giúp cho đứa trẻ quay trở về âm ty và đoàn tụ cùng với thầy Sáng và vợ của thầy Sáng rồi mọi người. Cũng như trong buổi live stream vừa rồi, mình có kể cho tất cả mọi người nghe là sau khi mình dọn cây cỏ ở phía sau chùa, mình đã phát hiện được hai chi tiết cực kỳ quan trọng và đáng sợ ở ngôi chùa này mọi người, và đây chính là những thứ mà mình đã thấy được. Xin chào mọi người, hiện tại mình đang bên chùa mọi người. Bây giờ cũng đã hơn 1 giờ trưa rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài sau chùa để quay cho tất cả mọi người xem sau khi mình dọn cây cỏ phía sau chùa và những cái phát hiện kỳ lạ của mình nhé mọi người. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng đi với mình nhé. Thì đây là quang cảnh của ngôi chùa vào ban ngày mọi người. Nơi đây thì chắc có lẽ là mọi người cũng đã biết rồi, đây chính là am thờ, nơi mà mình thờ các vị âm binh và cũng như là thầy Hùng và ông Lũ mọi người. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra phía sau chùa nhé mọi người nhé. Đây là nơi mà mình thường xuyên ngồi làm nghi thức cho mọi người xem đây. Ở đó là bàn thờ mình thờ những linh hồn vất vưởng siêu mồ lạc mã mọi người. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sau nhé mọi người nhé. Nơi đây chính là 6 cây si và cũng như là khu nhà bếp mọi người. Khu nhà bếp này thì mình chưa có khai thác được gì bên trong này hết trơn mọi người. Tại vì mình chưa có thời gian để đi vào và thực hiện nghi thức bên trong này. Bên đó chính là ngôi mộ và cũng như là 6 cây si mọi người. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra phía sau nha. Con đường này dẫn chúng ta đi ra ngoài ngay chân chỗ bia mộ của thầy Hùng và cũng như là ngôi mộ tập thể mọi người. Thì mình mới có một vài cái phát hiện lạ sau khi dọn dẹp cây cối ngoài sau này mọi người. Mọi người xem trong đây có những cái gò đất này. Ngày xưa là cái khu chùa hoang này chính là nghĩa địa mọi người, cho nên là những cái ngôi mộ hoang vẫn chưa được lấy cốt lên á thì không có gì đặc biệt lắm mọi người, nhưng mà một vài cái phát hiện mới của mình chẳng hạn như là nó giống như một cái giếng trời vậy mọi người, và một cái khu đất rất lớn. Giống như là một cái khu mộ tập thể thứ hai vậy mọi người. Đây chính là bia mộ của thầy Hùng đây mọi người ạ. Nguyễn Văn Hùng mọi người.
Đây chính là bia mộ của thầy Hùng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua cái khu mộ tập thể trước đi ha. Rồi mình dẫn lại cho mọi người xem cái ngôi miếu cổ mà mình vừa mới phát hiện được. Ngày trước ở đây tùm hết trơn mọi người, trước khi mình dọn dẹp cây cối á, thì đây tùm hết trơn mọi người. Đó, bên đó là những cái khu mộ đó mọi người thấy không? Bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua đó nha. Đây là cái hồ mà chú Năm ngày xưa kể mọi người lúc còn nhỏ. Chú Năm đi qua đây câu, là câu lên thì cá không à, mà cho tới khi đem về nhà là nguyên một bao đá không luôn mọi người. Đó, mọi người ai chưa xem video mà chú Năm ở gần đây kể lại về cái phía sau của ngôi chùa này thì mọi người có thể tìm, là hình như mình nhớ không lầm là cái clip sự thật về ngôi mộ tập thể của mọi người, là mọi người sẽ thấy được cái video mà chú Năm đã kể lại. Đây là cái đường đi vô 6 cây si nè mọi người. Đây là cái ngôi mộ tập thể mọi người. Mình cũng đã từng đi ra đây và thực hiện nghi thức rồi mọi người, khá là lâu rồi. Khoảng tầm 2 năm mấy, 3 năm trước á, là mình có đi ra đây để thực hiện nghi thức. Đây, ở đây là một cái khu mộ nè mọi người. Ở đây lại thêm một khu mộ nữa nè. Và ở đây là cái ngôi mộ tập thể. Cái bột này để cho người ta ngồi đây để đọc kinh đó mọi người. À, còn phía bên kia là tràn lan luôn những cái khu mộ luôn. Và phía bên góc này chính là nhà của bà Hai. Bà Hai mà chú Năm kể là chết đi sống lại á mọi người. Mà gà ăn một lần hai con. Đó, gà thì ăn một lần hai con. Rồi tối là cứ hú không à mọi người. Sáng thì nằm một chỗ vậy á. Mọi người xem ở đây thì những cái khu mộ rất là nhiều. Đó mọi người xem là trắng này. Những cái khu mộ cực kỳ nhiều đó mọi người. Đó mọi người có nhìn thấy theo tay của mình không? Đó, những cái khu mộ đó mọi người thấy không? Trắng đây. Những cái gò đất. Khu mộ ngoài xung quanh khu vực chùa này rất là nhiều mọi người. Để mình dọn dẹp hết toàn bộ cây cối ở đây thì mình mới phát hiện ra nhiều cái mới đó mọi người. Đó mọi người thấy không? Những cái khu mộ rất là nhiều đó mọi người. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua bên đó nha. Thì bên đó là những cái phát hiện mới của mình. Đó, nó nằm tùm vậy đó mọi người. Thì mình ở đây là gần 4 năm trời rồi mà mình chưa có thấy, chưa có phát hiện ra những cái điều này luôn. Để mình dẫn mọi người đi nha. Mình sẽ đi vòng theo cái hồ mọi người. Đó mọi người thấy xem nha. Những cái khu mộ rất là nhiều nha mọi người nha. Đầu tiên chính là cái gò đất này. Mình cho mọi người xem nha. Ở đây thì đất đá nó mục hết rồi mọi người, cho nên mình đi mình phải cẩn thận xíu mọi người. Đây, mọi người xem. Và thêm một cái nữa để mình kể cho mọi người nghe. Mọi người nhớ là ông Lỗ nói từng cái cây ngọn cỏ bên trong chùa này á là đều biết nói chuyện hết. Thì có nghĩa ý của ông Lũ muốn á mọi người, ý ông Lũ muốn truyền tải với mình á là từng cái cây ngọn cỏ bên trong chùa này đều có linh hồn ký gửi vào bên trong hết. Cho nên khi mà mình dọn dẹp cái khu vực này á mọi người, mình đã thắp hương rất là nhiều. Mình thắp hương rất là nhiều mọi người. Nhưng có riêng cái cây này, mình cho mọi người xem này. Riêng cái cây này mình đã chặt hết nhánh và mình thấy nó bị chết rồi. Thì chắc có lẽ là không có linh hồn nào ký gửi ở bên trong đâu. Thì mình mới lấy rìu á, mình chặt. Thì mọi người coi nè. Mình cứ chặt được một chút á là lữ diều gớt xuống. Mình lấy dao mình chặt dao gãy. Mình lấy, bắt đầu mình ra ngoài chợ mình mua thêm một cái búa mới, cái búa mà hàng bằng sắt chung vô luôn cái cán luôn mọi người. Chặt cũng gãy luôn. Mình nghĩ là cái cây này nó bị chết rồi mọi người xem nè. Nó bị chết rồi cho nên là về cái chuyện là chặt nó mình nghĩ chắc cũng không sao. Mình mới động búa, động dao vô mình chặt. Thì cứ chặt dao vô là gãy, chặt búa vô là gãy. Ngày hôm trước là mình ra đây mình dọn nè mọi người. Đó là cái cây này nè. Còn mọi người xem chỗ này nè. Nó giống như là một cái giếng vậy. Một cái giếng bị xây lại sau này. Cái tường giếng á thì là cổ rồi. Nhưng mà cái nắp giếng nè là được xây lại rồi nha mọi người nha. Và nguyên cái ụ đất, mọi người xem cái ụ đất nè. Ở bên đó cũng là mộ, mộ đó mọi người. Ở đây là mồ mả không à. Làm sao để mình lên cho mọi người xem nè. Đây, mọi người xem cái giếng nè. Đó, cái thành giếng á, người xem rất là cổ rồi mọi người. Mọi người coi nè. Còn cái miệng giếng mà đã bị xây lại rồi nha. Còn nguyên cái gò đất nè. Đó.
mọi người thấy nguyên nguyên cái gò đất luôn mọi người đó. Thì cái nơi này mỗi lần mình ra đây cái mình cảm thấy xương sống của mình ớn lạnh lên vậy mọi người. Cho nên tối nay mình sẽ đi ra đây mình kiểm tra thử xem có còn linh hồn nào ở đây không mọi người. Đó, mọi người thấy nè, nguyên cái gò đất cực kỳ to luôn. Và đặc biệt là cái cây này, cứ mình cứ chặt vô mình thấy nó chết rồi mọi người. Tại vì mình cũng để ý loài con lũ nó rất nhiều, bởi vì mọi người thấy những cái cây bên đó đó mình chỉ chặt nhắm thôi đó mọi người thấy không. Riêng cái cây này mình thấy nó chết rồi, mình mới bắt đầu mình chặt cái thân nó cho nó chống chảy cái khu vực này mọi người. Nhưng mà mình không ngờ cái chuyện như vậy nó lại xảy ra mọi người. Và một cái cực kỳ quan trọng nữa để mình cho mọi người xem nha, để mình tự tìm đường mình đi xuống mình cho mọi người xem. Cái nơi giếng này mình sẽ để đây, tối mình sẽ giải quyết cái nơi này. Trời ơi, mình dọn cây cỏ bên đây mọi người, rắn rít quá trời quá đất luôn. Đây, mọi người xem cái ngôi mộ cổ này, đây, cái ngôi miếu cổ này. Mình chưa dám lại gần, mình chưa dám thắp hương thắp gì luôn mọi người. Đây, mọi người xem cái khu miếu này. Đây, mọi người có thấy không? Nhìn theo cái cách máy của cái ngôi miếu này, mình đoán cái ngôi miếu này khá là lâu rồi mọi người. Mỗi lần mình đi, hồi hôm trước là mình bước mới có tới đây thôi, mình bước mới có tới đây thôi mọi người, là chân tay mình bủn rủn hết trơn, mình không dám lại gần. Mọi người cũng biết là trong cái khoảng thời gian mình ở trong ngôi chùa này, mình đã học được một cái cách để có thể cảm nhận được âm khí mọi người. Và khi mà mình đi lại gần cái ngôi miếu này, thật sự nó là một cái gì đó ám ảnh rất lớn đó với mình mọi người. Đó, thì đây chính là quang cảnh ở xung quanh khu chùa nha mọi người nhé. Còn một điều này nữa để mình kể cho mọi người nghe. Để mình đi vào trong đi rồi mình kể cho mọi người nghe nha. Ở xung quanh đây còn những ngôi mộ rất là nhiều mọi người. Mọi người biết ngày xưa khi mà người ta khai quật để mà người ta gọi là xây, làm lại cái ngôi chùa này á, là người ta chỉ đào bớt một phần cốt ở bên trong ngôi chùa thôi. Còn ở ngoài này là hầu như người ta bỏ mặt đó mọi người này. Mọi người còn thấy những cái ngôi mộ bên đó đó mọi người thấy không? Đó, ngôi mộ rất rất là nhiều mọi người coi. Ở đây nó giống như là một cái ngôi mộ tập thể thứ hai vậy mọi người. Đó, còn cái ngôi mộ tập thể kia thì bên kia. Ok, thì bây giờ mình và tất cả mọi người chúng ta cùng nhau đi vào bên trong đi. Rồi bắt đầu mình sẽ cho mọi người xem cái chuyện này nó còn ly kỳ đó mọi người. Cũng khá là lâu rồi mình mới có dịp để mà quay vào ban ngày để cho mọi người xem xung quanh khung cảnh ngôi chùa. Đây, cái hồ này chắc có lẽ là mình sẽ có một buổi live stream với mọi người vào ban đêm, mình ngồi để mình câu cá coi có thử giống như là lời của chú Năm kể không mọi người. Chú Năm lần trước kể cho mình nghe về cái chuyện là những cái xương cốt bên trong chùa và cũng như là ngôi mộ tập thể và cái hồ cá này. Chú Năm nó câu lên thì có cá đó, nhưng mà khi đem về nhà là nguyên một bao toàn là đá cục không. Chứ có lẽ là sẽ có một đêm mình ngồi đây mình live stream mình câu cá để xem có đúng như là lời của chú Năm kể không mọi người. Bây giờ mình cùng với tất cả mọi người chúng ta cùng nhau đi vào bên trong ha. Mình sẽ cho mọi người xem cái này. Nào mọi người xem xí. Ở phía sau chùa này, nó tùm kiểu này nè mọi người. Mà mọi người xem mình dọn cây cỏ mà vậy nè, thì mọi người biết ngày trước nó tùm cỡ nào rồi. Bởi vậy á, cái miếu trong đó với lại cái giếng ở ngoài đây làm sao mình thấy được cây cỏ nó tùm á. Không thể nào mà thấy được mọi người, mặc dù là mình đã đi ra đây cũng khá là nhiều lần rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Đi vào bên trong mình cho mọi người xem cái này. Mọi người còn nhớ ngày trước á, mình hay kể cho mọi người nghe về cái chuyện là hai cái tượng của con chó. Có hai cái tượng con chó. Trước khi mà mình vào bên trong đây thì hai cái tượng đó là đã có từ khá là lâu rồi mọi người. Thì mình nghe lời của những cô chú xung quanh đây kể lại, tại mọi người biết ở đây á, những cái khu nghĩa địa rất rất là nhiều. Cho nên là
những cô chú xây những cái nhà thờ mà để thờ ông bà tổ tiên á mọi người, và cũng như cuối tuần thì người ta sẽ về để người ta gọi là thăm lại cái ngôi mộ của ông bà tổ tiên. Thì những cô chú đó, mình có hỏi những cô chú đó kể cho mình nghe là hai cái tượng con chó này ngày xưa là cứ hễ người ta đem ra ngoài, người ta đặt lên hai cái bục, đây mình chỉ cho mọi người xem về hai cái bục nha. Đây, để mình kể chỉ cho mọi người xem về hai cái bục ha. Đó, mọi người thấy hai cái cây ngoài trước của cái lan can không? Ở ngoài trước hàng ba á mọi người. Là người ta đem hai cái tượng con chó ra đó để mà người ta đặt. Thì tối là đem vô. Mà ai đem vô thì chắc có lẽ là mọi người cũng biết rồi đúng không? Thì tự nhiên ngày hôm qua mình qua mình dọn chùa thì mình không còn thấy hai cái tượng con chó ở đây nữa. Thì mình đã mở camera hồng ngoại để mà mình xem lại mọi người. Đó, camera hồng ngoại mình đặt trên đó để mà mình xem lại. Thì mình không thấy được tại cái camera hồng ngoại. Mọi người xem nó quay qua bên đây nhìn. Cái camera hồng ngoại thì nó quay qua bên đây nhìn mọi người. Đó, quay qua bên đây. Cho nên khi mà mọi người nhìn á thì sẽ không thấy được hai con chó ở bên đó mọi người. Thì bắt đầu là mình mới đi tìm. Thì mình phát hiện ra như thế này mà. Để mình cho mọi người xem nha. Uầy, ở đây có cái ổ chim nè mọi người. Để mình quơ camera là mình xem có trứng ở trong không. Uầy. Không biết là có trứng ở trong không nữa mọi người. Đây là cái toilet ngày xưa bị sập nè mọi người nhớ. Đây là cái toilet ngày xưa bị sập. Cái lúc đó hình như mình đang live stream cho mọi người xem đúng không ta? Lúc đó mình đang live stream cho mọi người xem thì đột nhiên nó sập một cái đùng xuống mình. Nhắc về cái vụ mà cái cửa sau này, mình nhìn thấy những cái lá nêu ở trên đó mình mới nhớ lại để mình kể cho mọi người nghe. Ngày trước đó, khi mà mình mới vào bên trong chùa á mọi người, ngày xưa khi mà mình mới vào bên trong chùa mọi người biết á, cái niệm mà mình nằm á mọi người thì chỉ cần mà có ai bước qua bước lại thôi là mình phát hiện ra liền. Chỉ cần có ai đó bước qua bước lại thôi thì mình phát hiện ra liền mọi người. Tại vì nó lúng xuống á mọi người. À, cái niệm nó lúng xuống là mình biết liền. Thì cứ mình, vợ mình với con mình ngủ thì cứ có ai đó bước qua bước lại, bước qua bước lại. Hoài đó mọi người. Lúc đó thì mình đâu có rành gì về tâm linh đâu mọi người. Lúc đó mình mới đi xin hai lá bùa. Mình dán ở cửa sau một cái, cửa trước một cái để cho những cái linh hồn nó đừng có đi vô bên trong mà phá cái giấc ngủ của vợ chồng mình nữa. Thì mình kể cho mọi người nghe là cái ngày hôm đó về mình dán thì y như rằng là không có vô được nha mọi người nha. Cái hiện tượng mà bước qua bước lại bên trong niệm thì không có còn nữa. Nhưng bù lại ngồi ngoài khóc mọi người. Ngay cái góc này luôn nè. Ngay cái góc này luôn nè mọi người. Ngồi ngay chỗ này khóc nè. Trời ơi, mình nói với mọi người nha, mình vừa nghe xong mình mới hỏi vợ mình á, em có nghe rõ không? Thì vợ mình nghe. Thì mình khẳng định là cái đó mình nghe không có phải là ảo giác rồi mọi người. Mình sáng hôm sau mình ra mình xé hai lá bùa mình đốt luôn. Chẳng thà là đi vô đi ra vậy đi chứ đừng có làm vậy mọi người. Mọi người nghĩ đi, mọi người nằm ngủ mà nghe khóc vậy thì thật sự khó mà chịu được lắm mọi người. Quay trở về cái chuyện hai con chó. Bên sảnh nó bị mất rồi mọi người. Mình mới đi tìm xung quanh thì mọi người thấy nè. Cái nơi này là ngày xưa, mọi người nhớ cái chuyện mà mình kể có người người ta để xác ở đây không? Để mà cho các sư người ta tụng rồi đầu đem đi liệm á mọi người. Tự nhiên mình thấy hai con chó bên trong này. Mình không biết là làm sao mà nó qua đây được. Ừ. Mà nếu như là có ai cũng không có ai mà rảnh mà khiêng hai con chó qua đây để làm gì hết trơn á mọi người. À, đây là những cái ngói ngày xưa của miếu bà Lâm Sơn với lại cái nhà để cốt mọi người. Thì đây, ngày xưa bên cái khu vực này nè là cái lỡ quay buổi sáng cho mọi người xem là mình cũng muốn cho mọi người xem tổng quát luôn. Ngày xưa là cái nhà để cốt là ngay chăng cái vị trí này, mọi người nhớ không? Cái nhà để cốt là ngay chăng cái vị trí này, còn bên đây là cái miếu bà Lâm Sơn. Nếu mà mọi người xem clip của mình từ ngày xưa thì mọi người cũng biết cái khu vực này, thì ở đây chính là cái miếu bà Lâm Sơn. Quầy, mình xin lỗi mọi người nha, đang quay thì cái máy nó nóng quá mọi người cho nên nó tắt. À, từ đây đi ra là phía sau ở ngôi mộ mọi người. Đây, cho mọi người xem. Ngày xưa đây là cái miếu bà Linh Sơn nè mọi người nhớ không?
Đây là những cái tay của mình, cái dấu mai, cái mai của cái tay mình còn nè mọi người. Đây. Đây là cái đường đi ra phía sau. Ui, cái máy nó nóng quá, nó tắt hoài luôn mọi người. Đây, đây là cái đường đi ra phía sau ngoài cái ngôi mộ mà có nguyên cái lỗ nè mọi người. Đó, thì đó chính là toàn bộ khuôn viên của cái ngôi chùa này. Và bây giờ mình hẹn tất cả mọi người tối nay mình sẽ đi ra ngoài cái khu giếng đó để mình xem là còn thứ gì bên trong cái khu giếng này không nhé mọi người. Ok, hẹn mọi người tối nay nha. Và đó chính là tất cả những thứ mà mình đã thấy được sau khi dọn cây cỏ phía sau chùa mọi người. Tối nay mình sẽ thực hiện đi ra ngoài cái nơi giếng hoang đó để xem là có những hiện tượng tâm linh nào xảy ra ở đó hay không nhé mọi người. Video tối nay như thế nào mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nha. Ok mọi người, hiện tại mình đang ở nơi giếng hoang phía sau chùa đây mọi người. Phía trước đầu xóm của mình đang có đám cưới mọi người, cho nên có những cái tiếng ồn á mọi người. Mọi người thông cảm giúp cho mình nha. Bây giờ bước đầu tiên mình cần làm mọi người, đó chính là mình sẽ bật camera hồng ngoại này lên để quét xung quanh xem là có cái thứ gì đó xuất hiện ở xung quanh cái nơi giếng hoang này không mọi người. Vì khi mình nhìn cái này á mọi người, mình đang liên tưởng tới một thứ mà mình không muốn nó là sự thật đâu mọi người. Mọi người có nhìn thấy nó giống cái nơi thiêu xác người không mọi người? À, mình nhìn nó không giống cái giếng cho lắm mọi người. Nó rất giống cái nơi mà để thiêu xác người sau khi đem chôn cái hài cốt đó mọi người. Bây giờ chúng ta cùng nhau mở camera hồng ngoại lên để quét xung quanh trước nha mọi người. Ok mọi người, hiện tại mình đang mở camera hồng ngoại mọi người. Mình sẽ quét xung quanh trước khi mà mình bắt đầu vào nghi thức nha mọi người. Vì mình ở đây có chuẩn bị những thứ đạo cụ cần thiết cho nghi thức để có thể kiểm tra xem là ở cái nơi này có âm khí hay không nha mọi người. Hiện tại cơ thể của mình á, thì mọi người biết là mình có thể cảm nhận được âm khí mọi người. Nhưng mà mình sợ là do mình quá nhạy cảm đó, cho nên là mình có chuẩn bị đèn lưu ly ở đây để nó có thể kiểm tra một cách chính xác nhất mọi người. Bây giờ mình sẽ mở camera hồng ngoại để quét xung quanh trước nha mọi người nha. Ở xung quanh đây thì chỉ toàn là nghĩa địa và giường tược thôi mọi người, cho nên là không tránh khỏi khi mà mình quay á có những cái hiện tượng tâm linh xuất hiện. Nếu như mà mọi người có thấy cái chuyện gì á thì mọi người hãy bình luận giúp mình nha. Theo như hiện tại thì mình nhìn thông qua camera hồng ngoại thì mình vẫn chưa thấy có cái gì xảy ra hết trơn nha mọi người nha. Mình sẽ quan sát kỹ từ trên đọt cây cho tới dưới thân cây mọi người. Và mọi người thấy đây chính là cái cây mà hồi sáng mình kể cho mọi người nghe về cái chuyện là mình chặt mà những cái lưỡi búa, những cái lưỡi dao bị gãy đó mọi người. Đây mọi người xem này, ở xung quanh ngôi chùa này là giường tược không nha mọi người nha. Ở trong đó là khu vực sảnh mọi người. Đó, thì bây giờ mình bật camera hồng ngoại lên để mình xem thì hiện tại mình chưa thấy gì hết nha mọi người. À, ok mọi người, bây giờ mình sẽ kiểm tra chính xác nhất bằng đèn lưu ly nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp đèn lưu ly lên để chuẩn bị cho nghi thức tối nay nha mọi người. Cái điều hiện tại mình đang lo mọi người biết tại sao? Ban đầu á thì mình nhìn thấy những cái tường này nè mọi người, nó khá là cũ rồi, nhưng mà cái gạch này nè nó lại rất là mới. Ban đầu thì mình cứ nghĩ á, cái này là một cái giếng người ta đã xây bít lại mọi người. Nhưng mà mình càng nhìn á,
thì lại càng thấy nó giống cái lò thiêu á mọi người, cái lò thiêu xác á mọi người. Tại vì chắc chắn một điều á, ở bên trong mỗi cái ngôi chùa như thế này nè mọi người, thì sẽ có một cái lò thiêu xác. Khi mà người ta đưa thi thể vào bên trong để cho những người sư thầy người ta có thể gọi là liệm và chôn cất, thì không tránh khỏi những cái trường hợp là sẽ phải thiêu xác để có thể hoàn thành an táng mọi người. Ở bên trong chùa thì mình vẫn chưa thấy có cái lò thiêu. Nhưng cái nơi này ban đầu hồi sáng á, mình có quay cho mọi người xem, mình có nói với tất cả mọi người á, là đây có thể là một cái giếng mà người ta đã xây lại. Nhưng cái giếng nào lại có một nửa mọi người? Mọi người có nhìn thấy nó giống với lại cái lò thiêu không mọi người? Mọi người biết tại sao ngày hôm nay mình lại phải cầm đèn lu li đi ra đây không mọi người? Mặc dù là cơ thể của mình có thể cảm nhận được âm khí mọi người, nhưng không tránh khỏi cái việc á, mình ở một cái nơi hoang vu như thế này á mọi người, thì mình cảm thấy ớn lạnh, mình cảm thấy sợ, thì mình lại cho đó là âm khí. Thì thật sự như vậy nó rất là thiếu sót mọi người. Cho nên chỉ có đèn lu li là một cái vật có thể kiểm tra âm khí một cách chính xác nhất mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Uầy, cái gì vậy ta? Uầy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đốt đèn lu li lên để thực hiện nghi thức tối nay nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ mở camera thường lên, tại vì á, mình mở camera hồng ngoại mọi người sẽ không quan sát được cái đèn lu li nó như thế nào mọi người. Hiện tại thì ở đầu xóm mình cách đây khá là xa mọi người, thì có đám cưới, người ta mở nhạc sống á mọi người, cho nên là hơi ồn một chút, mọi người thông cảm giúp cho mình nha. Hiện tại bây giờ cũng đã là gần 11 giờ rồi mọi người, nhưng mà người ta vẫn còn hát mọi người ạ. Mình sẽ bắt đầu nha mọi người nhé. Bình thường ở chỗ mình á, là người ta hát karaoke cỡ nào đi chăng nữa mọi người, thì tầm 10 giờ là người ta đã nghỉ rồi mọi người. Đó. Nhưng mà tại do là có đám cưới á mọi người, cho nên là hiện tại bây giờ là 11 giờ rồi, người ta vẫn còn hát mọi người. Mình xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu nha. Trước tiên, mình làm phép đèn lu li để kiểm tra âm khí ở đây. Thì mình muốn kiểm tra một lần nữa bằng đôi mắt âm dương của mình nha mọi người. Vì lúc nãy á, mình cũng đã kiểm tra bằng camera hồng ngoại rồi mọi người. Nhưng mà mình không nhìn thấy được bất cứ một vong linh nào ở xung quanh khu vực này cả mọi người. Có thể á, họ đã ký gửi linh hồn vào bên trong cái giếng
hay còn gọi là cái lò thiêu này, hoặc là họ đã ký gửi linh hồn vào bên trong những cái ổ đất ở xung quanh đây mọi người. Cho nên mình muốn nhìn bằng đôi mắt âm dương thì một lần nữa mọi người. Mình hoàn toàn không nhìn thấy gì hết nha mọi người. Có thể họ đã ký gửi linh hồn ở đâu đó quanh đây rồi mọi người. Thật sự khi đã ra ngoài đây mọi người, mình cảm thấy rất là ớn lạnh mọi người. Không tránh khỏi âm khí ở xung quanh khu vực này rất nặng nha mọi người nhé. Muốn biết có hay không, mình sẽ kiểm tra bằng đèn lưu ly nhé mọi người. Mọi người có nhìn thấy không mọi người? Đi vào bên trong này, mình có cái điều này muốn nói với mọi người. Mọi người lúc nãy có nghe cái gì không mọi người? Ai ở ngoài đó đã gọi tên của mình mọi người à? Sẵn tiện đây, mình có một số lưu ý cho mọi người nha. Khi mà mọi người đi tới những cái đoạn đường vắng, chẳng hạn như là những khu nghĩa địa, những nơi nhà hoang mọi người, khi mà mọi người nghe ai gọi tên của mọi người như vậy á mọi người, tuyệt đối mọi người không được trả lời nha mọi người nha. Mình đã từng nghe thầy của mình kể về chuyện là khi đi qua những cái nơi hoang vắng, nghe ai đó kêu tên của mình, khi mà không có ai đi cùng với mình hết, một cái nơi đó mình khẳng định được là không có bất cứ một người nào hết mọi người, nhưng đột nhiên có ai đó gọi tên của mình, thì tuyệt đối mọi người không được trả lời. Thí dụ như lúc nãy mọi người có nghe ai đó gọi tên của mình, mình không được quyền ơi trả lời lại nhé mọi người. Nếu như mình trả lời lại cái tiếng gọi đó, mình sẽ bị bắt hồn đi đó mọi người ạ. Hiện tại bây giờ mình đã xác định được ở phía sau cái nơi giếng, hay là còn gọi là, mình không biết cái đó là cái giếng hay là cái lò thiêu nữa mọi người. Nhìn nó giống cái lò thiêu hơn là cái giếng mọi người ạ. Mình đã xác định được ở ngoài đó có linh hồn rồi mọi người. Bây giờ về nhà
mình sẽ suy nghĩ cách để có thể giao tiếp được với những linh hồn ở đó nha mọi người. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện nhiều hơn với mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Cảm ơn mọi người ạ. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện nhiều hơn với mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.